Nếu bạn đang tìm một sản phẩm có chất liệu và màu sắc độc lạ, bắt mắt, thì Urbex Colorway Faded Pink đến từ thương hiệu Ananas chắc chắn là sự lựa chọn dành cho bạn. Thuộc bộ sưu tập Culinary Pack dòng Urbex của nhà dứa, sản phẩm có phông dáng tối giản và thiết kế cổ thấp. Sắc hồng phai được lấy cảm hứng từ mùa thu, kết hợp cùng chất liệu corduroy nhung gân hút mắt người xem từ cái nhìn đầu tiên. Về chi tiết, mặt phải dày có thêu nội dung chữ Elephant Coat, tên gọi khác của chất vải corduroy. Phần upper với các nút bạc đóng nhịp tạo hình lỗ sỏi dây dày, chạy quanh là dây bản tròn với đầu tip step màu sản phẩm. Phía trong giày được may lớp đệm êm nhằm giảm cọ sát khi di chuyển. Mặt đế với chất liệu cao su lưu hóa đặc trưng của Ananas được phủ thêm sắc hồng tạo sự mới lạ, độc đáo. Có thể nói, màu hồng phai dịu mắt từ sản phẩm phù hợp với mọi giới tính. Các chàng trai, cô gái chỉ cần phối cùng một đôi tất trắng cao cổ là có thể tự tin xuống phố với em ấy rồi đấy.